Chào mừng anh chị đến với kênh Cờ Thế Thực Chiến. Hôm nay em xin giới thiệu với anh chị ba trận cờ rất hay của cậu bé 11 tuổi Tăng Hiến Vĩ, vừa khai cuộc bỏ hết 2 xe, mời anh chị xem. Trận đầu tiên, Mạnh Phồn Duệ cầm đỏ đi tiên, Tăng Hiến Vĩ cầm đen đi hậu. Chúc anh chị xem cờ vui vẻ.将军。将军。将军。将军。将军。
将军。将军，将军。将军。将军。
将军。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 Chưa đến đây mất xe, Mạnh Phồn Duệ buông cờ nhận thua, mời anh chị xem ván thứ hai. Tăng Hiến Vĩ cầm đỏ đi tiên, Vương Vũ Bắc cầm đen đi hậu. Mời anh chị xem.
将军。将军。
将军。将军，将军。Chơi đến đây mất xe, Vương Vũ Bắc buồn cờ nhận thua, mời anh chị xem ván thứ 3. Hứa Văn Chương cầm đỏ đi tiên, Tăng Hiến Vĩ cầm đen đi hậu, mời anh chị xem.将军。
将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。chơi đến đây khó lòng chống đỡ. Hứa Văn Trường buông cờ nhận thua. Video em xin kết thúc ở đây. Cảm ơn anh chị xem video của em. Nếu thích anh chị, nhớ bấm đăng ký bấm chuông. Em sẽ tìm video hay nhất, mới nhất phục vụ anh chị. Xin cảm ơn anh chị. Chào anh chị ở đây. Hẹn gặp anh chị ở video sau.